Happy birthday. Em là học sinh giỏi nhá. Anh là học sinh giỏi không? Ôi giời, đơn giản. Anh cũng được là sinh giỏi luôn. Ui, thế này thì mình sẽ được 30 quà to lắm. Đây. Yeah, đi qua. Wow, lim lạc đâu rồi? Nhân dịp học sinh giỏi, hôm nay ba mua cho hai con lim lạc một hộp quà thật là to đây. Để anh mở cho, để em mở cho. Ôi, hai con không nên tranh nhau như thế chứ. Nào để mẹ cùng với hai con mở xem là bố hà tặng hai con cái gì nhá. Wow, một bánh Barry Boy này thích quá. Mẹ ơi, mình là siêu nhân Barry Boy này. Dạo này đang hot lắm. Ở lớp con bạn nào cũng có. Các bạn còn khoe có trò chơi thể bài đại dương. Thích lắm mẹ ơi. Ừ, bây giờ chúng mình cùng mở hộp bánh cá siêu nhân Barry Boy để xem có gì hot nhá. Wow, có 3 vị này. Chúng mình mỗi người một vị nhé. Con lim là xanh. À, con thích vị xanh à? Con thích vị nào? Của lạc sẽ là vị rong biển tuyết xanh. À, màu đỏ của Ly sẽ là vị tôm nướng môi đỏ. Còn của mẹ là vị gà BBQ. À, chúng mình cùng mở ra xem bên trong có gì nha. Wow, hộp bánh siêu nhân Barry Boy đẹp quá. Đây là cá voi Wally này. Ơ, đây là cái gì nhỉ? Ơ, đây là không gì nhỉ? Mẹ ơi, đây là không gì? À, đây chính là thủy thần các con ạ. Chúng ta cùng mở hộp bánh siêu nhân Marine Boy để tìm hiểu về câu chuyện biệt đội siêu anh hùng đại dương mùa 3 nhé. Rồi, bây giờ mẹ sẽ bắt đầu mở hộp bánh cá siêu nhân Marine Boy cho Lim nhá. Của Lim là vị tôm nướng môi đỏ. Bây giờ mẹ sẽ hướng dẫn Lim và các bạn cùng mở hộp bánh nhá. Chúng ta sẽ mở theo các đường viền có sẵn ở trên hộp bánh này. Các con cùng ấn vào đó. Ấn vào các đường viền nhá. Wow, như vậy là mình đã mở ra được hộp bánh cá rồi. À, bánh cá của mẹ vị gà BBQ ngon thật đấy. Bánh của con vị rong biển. À, của lạc là vị rong biển tuyết xanh, ngon không? Ngon lắm mẹ ạ. Thế của Lim là vị gì đấy nhỉ? Vị tôm nướng môi đỏ. À, có ngon hả con? Có. Ui, ngon lắm mẹ ơi. À, trong hộp bánh cá còn có cả câu chuyện về biệt đội siêu anh hùng đại dương này. Các con và các bạn có nhìn thấy không này? Có ạ. À, bây giờ chúng ta cùng ăn bánh và cùng nghe mẹ kể câu chuyện về biệt đội siêu anh hùng đại dương nha. Đây này, đây chính là đại vương Dumby đã cướp được viên ngọc biển ngàn năm và đàn áp muôn loài. Biệt đội siêu anh hùng đại dương nhiều lần vùng lên chống trả nhưng thất bại và dần tan rã. Chính lúc ngặt nghèo nhất, Quy Lão Thần đã tái xuất và tập hợp lại các anh hùng đứng lên chiến đấu. Biệt đội phải chinh phục 12 thủy thần bí ẩn để có được sức mạnh đánh bại Dumby và Ngọc Biển ngàn năm. Ôi mẹ ơi, chợ hay quá. Khánh cũng ngon nữa ạ. Ba vị rong biển lớp xanh, vị gà BBQ và tôm nướng môi đỏ, vị nào cũng ngon. Các con có biết không, câu chuyện về biệt đội siêu anh hùng mùa 3 không những có chuyện hay mà còn có cả phim hoạt hình nữa đấy. Các con có muốn vừa ăn bánh cá vừa xem phim hoạt hình không? Có ạ. Rồi bây giờ chúng ta cùng ăn bánh cá và xem phim hoạt hình nha. Sau nhiều lần thất bại cùng với trăm ngàn quỷ thê. Đại vương Dumby đã cướp được viên ngọc biển ngàn năm quý hiếm được kia. Cuối cùng viên ngọc cũng thuộc về ta. Với sức mạnh của nó, ta đã có thể trở thành bá chủ đại dương. Ôi không, à, biệt đội siêu anh hùng đại dương đã xuất hiện rồi. Biệt đội siêu anh hùng đại dương. À, cá voi Wally kìa, ngọc sắc cô đó kìa. Đừng dây mà lấy lại nè. Đừng đi cùng sức mạnh mới. Đã có đủ khả năng đánh tan tác biệt đội siêu anh hùng đại
đấy, nhìn mau. Ôi, thôi, Đại Vương Nam Phi đã đánh bại được biệt đội siêu anh hùng rồi. Phải làm gì bây giờ? Sau khi đánh bại biệt đội siêu anh hùng Đại Dương, Đừng bị nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch thôn tính Đại Dương. Hôm nay là con cả nhưng Đại Vương Nam Phi đã bắt được tập 1. Ôi, tiểu hình hay thật đấy. Thế các con thích nhân vật nào nhất? Con thích cua Krabby nhất, vì bọn cua của hai phải càng rất to khi cắt sẽ rất mạnh. Con thì thích cả voi Willy nhất, vì cả voi rất to và khỏe. Các con có biết không, các nhân vật hoạt hình mà các con vừa xem còn có thẻ bài cực kỳ ngầu trong mỗi hộp đánh cá Marine Boy đấy. Các con có muốn săn thẻ bài để cùng chơi trò chơi không? Có. Được rồi, bây giờ mẹ sẽ hướng dẫn các con cách lấy thẻ bài trong mỗi hộp bánh cá siêu nhân Marine Boy nha. Trước tiên chúng ta sẽ xé các góc ra nha. Chúng ta sẽ xé 4 góc ra nào. Mình phải thật nhẹ nhàng, không sẽ là mất cái thẻ bài nha. Đây rồi, đây chính là thẻ sứa jelly. Ô, có cái thẻ gì hay. Ô, con lúc của cái thẻ bài thì đặc biệt là. Đây là thẻ bài đặc biệt chỉ xuất hiện ngẫu nhiên, chỉ có bạn nhỏ nào mà may mắn mới sưu tập được thẻ bài đặc biệt này đấy. Các con thật là siêu con đi. Rồi, bây giờ ba mẹ con mình tiếp tục cùng săn các thẻ bài nào. Các bạn nhỏ ơi, hai bạn Lim Lạc sau một hồi sưu tập đã được rất nhiều thẻ siêu nhân Marine Boy này. Trên đây là các thẻ bài thường, còn ở dưới này là các thẻ bài đặc biệt này. Các bạn nhỏ hãy nhìn xem, thẻ bài đặc biệt thì vừa cứng hơn lại vừa lấp lánh rất là đẹp này, thích quá. Các con biết không, các thẻ bài này có hai cách chơi rất là thú vị đấy. Để mẹ gọi ba ra dạy các con chơi hai cách chơi đấy nhá. Và đây là các thẻ bài mà hai bạn Lim Lạc thích nhất này các bạn. Cá voi Wally. Wally nổi tiếng gan dạ nhưng khá vụng về, nhiều lần chỉ vì ngáp mà lỡ hút mất bạn bè vào miệng phải nhổ ra. Tuyệt chiêu cấp 1, dùng trong chóng đại công kết hợp với cơn ngáp tạo lốc xoáy cuốn bay đối thủ. Cua Krabby. Siêu năng lực, đam mê Lego từ lúc mới lên 3. Krabby thường ra bãi phế liệu, tìm tòi vật dụng để tự chế ra đồ chơi cho riêng mình. Tuyệt chiêu cấp 1, dùng cờ lê vạn năng sửa chữa và nâng cấp vũ khí cho cả đội. Giáp chiến thần, chọn một trong hai chức năng, cộng 40 thủ cho tướng hoặc vô hiệu hóa thẻ vũ khí của đối phương. Bộ giáp thần được vua Thủy Tề tặng riêng cho cận vệ thân tín, có khả năng kháng vũ khí cực căng. Marine Boy hộ mệnh, nếu điểm anh hùng dưới 100, miễn bị trừ điểm trong một lượt khi được kích hoạt. Để tinh cầu Marine Boy xuất hiện và bảo vệ mình, người chơi hô to 3 lần, Marine Boy vô địch. Quy lão Toto, thẻ đặc biệt, siêu năng lực, ai dám chê quy lão chậm như rùa sẽ phải hối hận khi bị bắn không trượt phát nào. Tuyệt chiêu cấp 2, quy lão biến hình thành chiến tăng hạng nặng với pháo công và giáp được cường hóa. Song kiếm hợp bích, thẻ vũ khí đặc biệt, cộng 80 công cho tướng, đồng thời hủy hiệu ứng thẻ cộng điểm công cho đối phương, không áp dụng cho thẻ đặc biệt. Song kiếm có tẩm độc cá nóc thối, chỉ cần bị dính là xỉu cả ngày. Thảo dược, hồi 50 điểm anh hùng cho mình và 25 điểm anh hùng cho đối thủ. Thảo dược tinh chế từ vị rong biển tuyết xanh, giúp hồi phục thể lực nhanh chóng. Wow, hai bạn Lim Lạc sưu tập được nhiều thẻ bài Marine Boy quá nhờ. Bây giờ, ba sẽ hướng dẫn cho hai bạn Lim Lạc cách chơi thẻ bài này nhá. Chơi thẻ bài này chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất chúng ta sẽ chơi như sau. Cách thứ nhất, mỗi người chơi sẽ chọn ra 24 thẻ bài mạnh nhất trong số các thẻ bài mà mình sưu tập được ở đây. Bộ bài mạnh nhất là bộ bài cân bằng được cả 3 loại thẻ: thẻ tướng, thẻ vũ khí và thẻ phép. Mỗi người chơi sẽ có 300 điểm anh hùng, ai hết điểm trước người đó sẽ thua. Hoặc khi đã đánh hết bài, ai thấp điểm hơn người đó sẽ thua nha.
Tuy nhiên cách chơi này sẽ dành cho các anh chị lớn tuổi hơn. Bây giờ ba sẽ hướng dẫn hai bạn Lim Lạc cách chơi dễ hơn rất nhiều nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi cách số 2, đơn giản và thú vị hơn rất nhiều cho hai bạn Lim Lạc nhá. Rồi bây giờ bạn Lim hãy lấy các thẻ bài mà con sưu tập được đi. Đây hàng trên này của bạn Lim này các bạn ơi. Đây bây giờ bạn Lim sẽ lấy về số thẻ bài của mình nhá. Đây là của bạn Lim này, con gấp vào nhá. Và đây hàng dưới là của bạn Lạc này. Và cách 2 này thì chúng ta sẽ chỉ chơi với các thẻ bài thường thôi. Còn các thẻ bài đặc biệt này thì chúng ta sẽ cất đi để lúc khác chơi nhá. Rồi bây giờ các con cất thẻ bài của mình vào và ba sẽ hướng dẫn cho các con cách chơi số 2 rất là đơn giản. Bây giờ cách chơi số 2 là các con mỗi người sẽ góp ra 10 thẻ bài ra đây cho ba nào. Đếm ra 10 thẻ bài mà các con cần phải góp vào đây nào. Mỗi người 10 thẻ. 8, 10. Rồi bây giờ hai bạn Linh Lạc đã góp 10 thẻ bài ở đây rồi. Và hai bạn hãy lần lượt chúng ta sẽ đập thẻ bài này xuống nhá. Khi chúng ta đập xuống đất mà có thẻ bài nào ngửa lên thì thẻ ngửa lên sẽ thuộc về sở hữu của người đấy. Các con đã biết cách chơi chưa? Rồi, bây giờ hai bạn Linh Lạc Indoxi xem ai được đập trước nào. Rồi, Lim chiến thắng, Lim sẽ được đập trước. Rồi, Lim có thể đứng lên để đập hoặc là ngồi xuống đập, thử đập ngồi xem nào. Ô, không có thẻ nào ngửa lên rồi. Bây giờ đến lượt Lạc nhá. Rồi, con đập nào. Yeah, từ từ để xem nào. Wow, các bạn ơi, bạn Lạc đập lật được rất nhiều thẻ bài ngửa lên này. Đấy, những thẻ nào ngửa lên là sẽ thuộc về sở hữu của bạn Lạc nhá. Ui, thẻ này nữa này. Đây, bạn Lạc lên được bao nhiêu thẻ nhá. Rồi, bây giờ tiếp tục đến bạn Lim. Bây giờ đến bạn Lim. Wow, vẫn không có thẻ nào ngửa lên. Rất tiếc cho bạn Lim. Rồi, bây giờ đến lượt bạn Lạc nào. Wow, bạn Lạc đập siêu quá. Nào để xem có những thẻ nào ngửa lên nào. Ủa ôi, ngửa lên nhiều quá. Rồi, còn lại từng này thôi. Đây là những thẻ bài bạn Lạc giành được. Rồi, bây giờ đến lượt bạn Lim nào. Yeah, wow, Lim ngửa hết rồi này. Wow, Lim có được nhiều hơn. Rồi, bây giờ hai bạn lại tiếp tục góp 10 thẻ bài ra đây. Để chúng ta tiếp tục đập lượt tiếp theo nào. Rồi, Lim đập đi. Wow, một thẻ bài ngửa này. Rồi. Chỉ thuộc đi một thẻ bài rồi. Lạc đến Lạc đập nhá. Nào Lạc đập từ đây nào. Lạc đập ra cho các bạn xem là thẻ nào ngửa thì con được sở hữu nhá. Ô, không thẻ bài nào ngửa. Rồi, bây giờ đến lượt Lim. Khó chưa? Rồi, cái thẻ nào con ngửa rồi thì con cất đi. Rồi. Nào, đập ra đây cho các bạn xem nhá. Wow, ngửa này các bạn ơi. Ủa ôi, ngửa nhiều chưa? Rồi, Lim sở hữu đi. Rồi, đến lượt Lạc. Ồ, Lim ngửa cả cái lớp xoáy, ôi. Ui, ngửa cả sứa luôn à. Ui, à đâu không phải. Rồi, đến Lạc đấy. Lim chỉ ngửa được cả cái lớp xoáy thôi. Con thấy Lim ngửa thôi. Rồi, bây giờ Lạc đập nhá. Lim để gọn chân cho anh Lạc đập nè. Xin mời Lạc. Wow, ngửa hết luôn các bạn ơi. Ôi, Lạc ngửa hết luôn rồi. Tất cả thuộc sở hữu của Lạc rồi. Rồi ôi, ngửa hết thẻ bài rồi. Ê. Ui, Quy Lão Toto này. Ui, Lạc có bốn tia lôi này. Ôi, ba bố con ơi, mải chơi quá. Về ăn cơm thôi. Ôi, bây giờ mình phải dọn đồ để về ăn cơm nhá. À, các bạn nhỏ đừng quên là hãy săn thật nhiều thẻ bài đại dương, đặc biệt là các thẻ bài đặc biệt trong các hộp bánh cá siêu nhân Marine Boy để thách đấu với nhau thật là vui nhá. Và các bé đừng quên hãy đón xem các tập phim hoạt hình Đại chiến với 12 thủy thần trên kênh YouTube Orion World vào 8 giờ tối thứ 7, 2 tuần một lần nhé các bé.